bắt đầu quay này. Đấy, 3 phút, 3 giây, 4 giây, 6 giây đấy. Room, room này. Room này. Đấy, room to, room nhỏ điều khiển hơi cây này. Đó, kéo. Kéo gần này. Đấy. Không thích room nên kéo xa ra. Thế không muốn quay ra thì tắt cái này đi. Được. Ừ. Cái này gây rẻ mà, triệu mấy mà. Triệu bảy. Mua mấy. Quay cái đó mới. Muốn làm không quay chứ không? Ừ. Nhưng mà về sớm gì thì nhắm mẹ về muộn thì làm sao? Tiền không đấy. Ừ. Ừ. Quay đâu? Quay đẹp luôn chứ. Quay tuyệt chiêu luôn. Tải cái phần mềm về đem thử nghiệm nha bác. Đi tí tí ấy giờ, tí tải cho. Đây công ty Hàn Quốc các bạn nha. Ừ. Sản xuất điện linh kiện điện tử. Giờ bố, sao chứ? Chữ ký đẹp hết nhỉ. Ô, vào đây. Cái này. Ký thôi. Đưa đây, đưa gửi cho ai đây? Cái này. Ơi, ơi. Gửi cho ai đây? Gửi cho ai đây? Nó có người đàn ông. Hả? Nó có người đàn ông. Mình phải bãi dưới xe của công ty các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đối diện là công ty của Hàn Quốc, thì có một công ty sản xuất bút chì các bạn ạ, màu sắc rất là đẹp. Có em ơi. Nhận hồ sơ chạy. Không. Không. Ngưng rồi. Ngưng. Xin lỗi nhé. Xin lỗi. Ngưng rồi. Để cảm ơn bạn là biển số 64 các bạn đến xin việc. Bên dưới này công ty sản xuất giày da.
clip hôm nay mình làm đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn.